Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ nói về tuổi nữ sinh năm 2020. Mệnh là ngũ hành nặng âm hay gọi là mệnh là bích thượng thổ, mệnh thổ. Khi cung bát chặt của nam sinh là cung bát cấn của nữ, của nam giới sẽ là cung thất đoạn. Nữ sinh năm 2020 canh tí, Hồ Mê Lam sinh năm 2019 kỷ hợi. Về thiên can này, kỷ với canh không xung không phá này, ngũ hành của nam sinh này mộc khắc thổ này, chồng khắc vợ này, địa chi của nam sinh này tỵ với hợi không xung không phá này. Phi cung bát chặt của nam sinh là cung phục tỵ này. Phi cung bát tự nữ tài của nam sinh là cung sinh khí này, hai tuổi này tốt này. Nữ sinh năm 2020 canh tí, cái hôi mê lam sinh năm 2019 kỷ hợi tốt. Nữ sinh năm 2020 canh tí, cái hồ mê lam sinh năm 2018 mậu tuất và thiên can này. Mậu với canh không xung không phá này, ngũ hành của nam sinh này mộc khắc thổ này, chồng khắc vợ này, địa chi của nam sinh này tuất với tí không xung không phá này. Phi cung bát chặt của nam sinh là cung quyệt thể đây. Phi cung bát tự nữ tài của nam sinh là cung phúc đức này, hai tuổi này xấu này. Nữ sinh năm 2020 canh tí, cái hồ mê lam sinh năm 2018 mậu tuất xấu. Nữ sinh năm 2020 canh tí, cái hồ mê lam sinh năm 2017 đinh dậu và thiên can đinh với canh không xung không phá này, ngũ hành của nam sinh này hỏa sinh thổ này, chồng sinh vợ này, địa chi của nam sinh này tí với dậu thổ tứ hành xung này. Phi cung bát chặt của nam sinh là cung ngũ quỷ đây. Phi cung bát tự nữ tài của nam sinh là cung tuyệt thể đây, hai tuổi này xấu đây. Nữ sinh năm 2020 canh tí, cái hồ mê lam sinh năm 2017 đinh dậu xấu. Nữ sinh năm 2020 canh tí, cái hồ mê lam sinh năm 2016 bính thân này và thiên can này, bính với canh phá nhau này, thiên can phá này. Ngũ hành của nam sinh là cung hỏa sinh thổ này, chồng sinh vợ này, địa chi của nam sinh là thân tí thìn được tam hợp địa chi tuổi đây. Phi cung bát chặt của nam sinh là cung sinh khí này. Phi cung bát tự nữ tài của nam sinh là cung phụng vị này, hai tuổi này thượng kết tốt này. Nữ sinh năm 2020 canh tí, cái hồ mê lam sinh năm 2016 bính thân tốt. Nữ sinh năm 2020 canh tí, cái hồ mê lam sinh năm 2015 ất mùi và thiên can này. Canh nghĩa ất thế nhỉ, thiên can hợp này. Ngũ hành của nam sinh này thổ sinh kim này, vợ sinh chồng này, địa chi của nam sinh này tí với mùi không xung không phá này. Phi cung bát chặt của nam sinh là cung du hồn này. Phi cung bát tự nữ tài của nam sinh là cung ngũ quỷ này, hai tuổi này xấu này. Nữ sinh năm 2020 canh tí, cái hồ miền nam sinh năm 2015 ất mùi xấu. Nữ sinh năm 2020 canh tí, cái hồ mê lam sinh năm 2014 giáp ngọ và thiên can này, giáp với canh phá nhau này, thiên can phá này. Ngũ hành của nam sinh này thổ sinh kim này, vợ sinh chồng này, địa chi của nam sinh này tí ngọ thuộc chính xung, thuộc tứ hành xung mà thuộc chính xung luôn nhá, tí ngọ chính xung này. Phi cung bát chặt của nam sinh là cung tuyệt mệnh này. Phi cung bát tự nữ tài của nam sinh là cung thiên y này, hai tuổi này xấu này. Nữ sinh năm 2020 canh tí, cái hồ mê lam sinh năm 2014 giáp ngọ xấu. Nữ sinh năm 2020 canh tí, cái hồ mê lam sinh năm 2013 quý tỵ và thiên can này, quý mi canh không xung không phá này. Ngũ hành của nam sinh này thổ khắc thủy này, vợ khắc chồng này, địa chi của nam sinh này tí với tỵ không xung không phá này. Phi cung bát chặt của nam sinh là cung sinh khí này,
phi cung bát tự nữ tài của nam sinh là cung sinh khí tiếp này. 2 tuổi này tốt này. Nữ sinh năm 2020 canh tí cái hôm bên nam, sinh năm 2013 quý tỵ tốt. Nữ sinh năm 2020 canh tí cái hôm bên nam, sinh năm 2012 nhâm thìn và thiên can này. Nhâm bên canh không xung không phá này. Ngũ hành của nam sinh này, thổ khắc thủy này, vợ khắc chồng này, địa chi của nam sinh này, thân tí thìn được tam hợp địa chi tuổi này, phi cung bát trạch của nam sinh là cung thiên y này, phi cung bát tự nữ tài của nam sinh là cung du hồn này. 2 tuổi này tốt này. Nữ sinh năm 2020 canh tí cái hôm ấy nam, sinh năm 2012 nhâm thìn tốt. Nữ sinh năm 2020 canh tí cái hôm ấy nam, sinh năm 2011 tân mão và thiên can, canh mới tân không xung không phá này. Ngũ hành của nam sinh này, mộc khắc thổ này, chồng khắc vợ này, địa chi của nam sinh này, tí với mão thuộc tứ hành xung này. Phi cung bát trạch của nam sinh là cung phúc đức này, phi cung bát tự nữ tài của nam sinh là cung tuyệt mệnh này. 2 tuổi này xấu ấy. Nữ sinh năm 2020 canh tí cái hôm miền nam, sinh năm 2011 tân mão xấu. Nữ sinh năm 2020 canh tí cái hôm miền nam, sinh năm 2010 canh dần và thiên can này, canh với canh không xung không phá này. Ngũ hành của nam sinh này, mộc khắc thổ này, chồng khắc vợ này, địa chi của nam sinh này, dần với tí không xung không phá này. Phi cung bát trạch của nam sinh là cung phụng vị này, phi cung bát tự nữ tài của nam sinh là cung sinh khí này. 2 tuổi này tốt. Nữ sinh năm 2020 canh tí cái hôm ấy nam, sinh năm 2010 canh dần tốt. Nữ sinh năm 2020 canh tí cái hôm ấy nam, sinh năm 2009 kỷ sửu và thiên can, kỷ với canh không xung không phá này. Ngũ hành của nam sinh này, hỏa sinh thổ này, chồng sinh vợ này, địa chi của nam sinh này, tí với sửu không xung không phá này. Phi cung bát trạch của nam sinh là cung tuyệt thể này, phi cung bát tự đợi tài của nam sinh là cung phúc đức này. 2 tuổi này tốt này. Nữ sinh năm 2020 canh tí cái hôm miền nam, sinh năm 2009 kỷ sửu tốt. Vừa nãy nào mình đã chia sẻ về tuổi nữ sinh năm 2020 canh tí mệnh là bình thượng thổ, phi cung bát trạch của nó của nam sinh là cung bát cấn, của nữ và nam giới sẽ là cung thất đoài nhé. Cái hôn với tất các tuổi nam từ năm 2019 đến năm 2009 tất cả các tuổi tốt số đều có cả nhé. Mình chia sẻ dựa theo tính toán của bên phi cung bát trạch, phi cung bát tự ngũ hành nạp âm hay gọi là mệnh của nam sinh hay gọi là thái tuế, thiên can và địa chi, thiên can phá và thiên can hợp cùng bao gồm địa chi có tính tam hợp tuổi của địa chi và tứ hành xung hoặc tứ chính xung như nhé, không tính nhị hợp, không tính động hại và không tính hình hại gì nhé, chỉ tính theo tam hợp tuổi và tứ hành xung của chính xung nhé. Các bạn thấy hay thì đăng ký video và chia sẻ video nhé. Trong này có tất cả các tuổi của tất cả các nam sinh luôn. Xin chào mọi người nhé.